Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sang Mỹ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết năm 2023, ước tính quy mô các giải pháp hỗ trợ thuế phí và lệ phí cho người dân doanh nghiệp lên tới 196.000 tỷ đồng. Theo đó, khu vực sản xuất kinh doanh được gia hạn thuế 121.000 tỷ đồng, miễn giảm một số khoản thuế phí, lệ phí khoảng 13.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm giảm 2% thuế VAT và tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu để hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao. Các chuyên gia kinh tế đánh giá chính sách hỗ trợ về thuế và lệ phí đã góp phần chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chính sách tài khoá này kết hợp với chính sách tiền tệ trong năm 2023 tạo thành gói hỗ trợ tổng thể giúp nền kinh tế tiếp tục vượt qua khó khăn và phát triển. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2023 tiếp tục xu hướng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP tháng 11 ước tính tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến chế tạo tăng 6,3%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,2%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng ngành khai khoáng giảm 3,8%. Tính chung 11 tháng năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp IIP ước tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Có 50 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng và 13 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. 11 tháng năm 2023, cả nước có trên 201.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6%, trên 55.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2023 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ, xây dựng, kinh doanh bất động sản, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Tỷ lệ doanh nghiệp ngành công nghiệp thành lập mới tăng một lần nữa minh chứng cho sản xuất công nghiệp tiếp đà khởi sắc sau nhiều tháng tăng trưởng âm, đồng thời cho thấy những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành đã phát huy hiệu quả tích cực. S&P Global vừa công bố báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng PNI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 11 năm 2023, với 3 điểm nhấn nổi bật là sản lượng một số ngành giảm nhanh hơn khi số lượng đơn đặt hàng mới giảm, việc làm và hoạt động mua hàng giảm trở lại, chi phí đầu vào tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Nhu cầu yếu khiến số lượng đơn đặt hàng mới của một số ngành sản xuất Việt Nam giảm trở lại trong tháng 11, từ đó sản lượng đã giảm ở mức đáng kể hơn. Các công ty cũng cắt giảm việc làm và hoạt động mua hàng, ngần ngại tích trữ hàng tồn kho. Cũng theo S&P Global, tình trạng nhu cầu yếu cũng được ghi nhận với khách hàng quốc tế khi số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm lần đầu tiên trong 4 tháng. Trong bối cảnh số lượng đơn đặt hàng mới giảm và các điều kiện kinh tế khó khăn, các công ty tiếp tục giảm sản lượng. Sản lượng đến nay đã giảm trong 3 tháng qua. Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa vào thị trường này. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội này là thách thức bởi thị trường Mỹ đang có xu hướng mới, đòi hỏi mới, nhất là các yêu cầu liên quan đến sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Thanh Hóa đang nỗ lực từng bước chuyển đổi mô hình sản xuất để đáp ứng các tiêu chí khắt khe về sản xuất xanh, bền vững từ thị trường. Khoảng 60% hàng dệt may của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Trường Phát được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là thị trường đang đòi hỏi những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, nhất là chú trọng việc xanh hóa trong quá trình sản xuất. Để đáp ứng được yêu cầu của đối tác, công ty đã tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, đưa máy móc hiện đại vào sản xuất, chú trọng môi trường làm việc và đặc biệt là hoàn thành các chứng chỉ đánh giá nhà máy, chứng chỉ về an toàn cho sản phẩm vào thị trường.
Mỹ thì họ cũng yêu cầu một số những cái đánh giá giống như là WAP, rồi là Costco, Walmart. Thì để chúng ta có được những đánh giá đó thì đầu tiên cái việc xây dựng nhà máy nó phải quy chuẩn theo cái đánh giá của khách hàng. Đối với khách hàng châu Âu và đối với khách hàng Mỹ thì họ đang yêu cầu là nhà máy xanh và yêu cầu là tuần hoàn. Thì cái việc này thì chúng tôi nói riêng và toàn bộ ngành may của Việt Nam nói chung thì cũng đang hướng tới để đạt được những cái nhà máy xanh, đạt cái chất lượng. Theo đánh giá của các hiệp hội, ngành hàng, hiện nay cơ hội vào thị trường Mỹ cho các doanh nghiệp dệt may, da giày và nông thủy sản là rất lớn. Tuy nhiên, để vào được thị trường này, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu, trong đó có yêu cầu về xanh hóa sản xuất, tiết kiệm năng lượng. Riêng đối với ngành dệt may và da giày, những mặt hàng lâu nay đã được thị trường Mỹ tiêu dùng khá lớn sẽ phải đứng trước những thay đổi từ việc sử dụng nguyên phụ liệu thân thiện với môi trường đến việc sử dụng năng lượng xanh, tiết kiệm điện, nước trong hoạt động sản xuất. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, thách thức lớn hiện nay đó là vấn đề tài chính vì nhu cầu vốn để xanh hóa quá trình sản xuất là rất lớn mà không phải doanh nghiệp nào cũng có tiềm lực đủ mạnh để thực hiện. Do đó, nhiều doanh nghiệp đang áp dụng giải pháp triển khai thực hiện từng bước một. Chúng tôi cũng đang áp dụng những cái yêu cầu cơ bản của khách hàng đối với việc xanh hóa trong sản xuất. Cụ thể là sử dụng tiết kiệm hoặc là hiệu quả cái nguồn nước mà chúng tôi phục vụ về vấn đề sản xuất. Hai nữa là chúng tôi cũng sử dụng các cái điện năng lượng mặt trời, điện sạch, lưới điện sạch trên hệ thống điện áp mái của nhà máy. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện các cái biện pháp để giảm thiểu các cái môi trường ô nhiễm bên trong cũng như là bên ngoài khu vực sản xuất. Không chỉ thị trường Mỹ, những thị trường truyền thống của Việt Nam như Liên minh châu Âu EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng ngày càng có yêu cầu cao về các yếu tố bền vững đối với các sản phẩm hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là hàng tiêu dùng. Ngoài ra, nếu như trước đây các tiêu chuẩn xanh bền vững chỉ được nhìn thấy ở những phân khúc cao cấp thì hiện nay đã trở thành các yêu cầu phổ biến trên mọi phân khúc. Người tiêu dùng ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn với hàng hóa. Song điều đáng lưu ý đi kèm với yêu cầu đó là sự ủng hộ và sẵn sàng chấp nhận mức chi phí cao hơn thông thường với sản phẩm xanh. Vì vậy, đây vừa là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội đối với các doanh nghiệp sản xuất. Để có đơn hàng ổn định, các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích ứng được với những thay đổi từ thị trường. Đối với cái vấn đề nguyên phụ liệu thì các khách hàng hàng năm là họ sẽ yêu cầu một số cái tiêu chuẩn về xanh hóa, ví dụ như tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRI, OCS, rồi là một số tiêu chuẩn khác. Vì nhà máy là đặc trưng là vấn đề nguyên phụ liệu là đến từ nhập khẩu đến Trung Quốc, nên là khi mà nhập khẩu nguyên phụ liệu ấy vào, đối với từng đơn hàng là chúng tôi bắt buộc là phải lựa chọn các cái nguyên phụ liệu nhập khẩu để từ các cái nhà cung cấp đó, đảm bảo được các cái, những nhà cung cấp nào có đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đó thì là mới có thể nhập khẩu và từ đó sản xuất ra hàng. Và sau khi sản xuất ra thì hàng phải được chứng nhận với các cái tiêu chuẩn tái chế như thế. Trên thực tế, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói chung, các sản phẩm của doanh nghiệp Thanh Hóa nói riêng còn yếu. Điều này sẽ tạo áp lực không nhỏ khi quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và thị trường xuất khẩu ngày càng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn để bảo vệ môi trường. Song, nếu thay đổi và thích ứng được với những đòi hỏi của thị trường, nhất là những thị trường khó tính như Mỹ, EU, thì các doanh nghiệp sẽ tiếp cận được với cơ hội để phát triển một cách bền vững. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.